Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự kiến kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 sẽ tiến hành trong 3 ngày từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Tại kỳ họp sẽ thực hiện quy trình bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng phó các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 17 và Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định một số nội dung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản khẳng định đây là kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nhiệm vụ bầu bộ máy quản lý nhà nước, chính quyền địa phương cấp tỉnh khóa mới. Vì vậy, công tác chuẩn bị cho kỳ họp phải thực hiện chu đáo theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung, việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát phân công công việc một cách cụ thể, chi tiết, bảo đảm đúng tiến độ. Sớm hoàn tất các tờ trình, báo cáo phục vụ kỳ họp chất lượng, các tờ trình bảo đảm theo đúng trình tự quy định, đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các nội dung trước, trong và sau kỳ họp.